đang cháy ở cửa không nhỉ? Quả không biết đây là cái gì. Em ơi vào hết đây em ơi. Đây là cái tiền này, tiền ngoài của cái tiền mà của câu lạc bộ thì vẫn có. Cái tiền là tiền ngoài. Tôi thay mặt câu lạc bộ Hà Hải Phòng rất cảm ơn anh em. Mà nếu mà chúng ta chiến thắng 3-1 thì là mình thắng đối đầu, nhưng 3-2 cũng là quá tuyệt vời rồi. Đây có 1 tỷ tặng. Chứ không phải là tự dưng chúng ta có được trong ngày hôm nay. Thì tôi rất cảm ơn các bạn vì một bờ cờ sẵn sàng, cái mặt trên áo mình, cái trái tim của mình. Thì tôi muốn các bạn luôn luôn giữ được một cái nhiệt huyết như thế. Cái chặng đường phía trước của chúng ta đang rất khó khăn, nhưng tôi muốn các bạn bất cứ ai mình luôn luôn mình giữ gì để có thời điểm mình vào sân để mình xuất được đội bóng. Thì tôi muốn các bạn chúng tôi chặng đường phía trước chúng ta muốn được trong các bạn nó rất khó khăn, chứ không phải là đơn giản. Thì tôi muốn các bạn giữ được cái sự nhiệt huyết mà cháy bỏng như ngày hôm nay. Tôi muốn cảm ơn.